Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương 4 xây dựng hệ thống Family. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ vào New, kích vào dấu mũi tên tròn Family này. Thì trong này có rất nhiều cái bảng Family, thì chúng ta sẽ học một số Family quan trọng chủ chốt trước. Còn các Family tương tự khác thì chúng ta cứ tiến hành như các Family mình đã từng dựng hình nó. Thì trong cái chương 4 này thì đầu tiên chúng ta sẽ học về family cửa đi, và tiếp theo đó chúng ta có sổ. Trước tiên chúng ta đi vào phần family cửa đi, thì chúng ta vào new đó, vào phần new family này, chúng ta chọn ở đâu rồi kết vào open. Thì trong cái bảng này chúng ta chọn vào phần cảnh xem này. Hiện tại đơn vị đây là đơn vị của in, thì mình chuyển sang đơn vị mm bằng cách vào minute này, project unit, rồi chọn length, rồi chọn mm. Ok. Đó. Thì hiện tại nó có những cái khung cửa sẵn cho mình với một cái lỗ trống này. Giờ chúng ta tạo một cái cửa trên này, chúng ta xóa những cái này đi. Ban đầu chúng ta tạo một cái cửa đơn giản. Rồi, kết vào mặt bằng. Thì mặt bằng nó sẽ như thế này. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái khung cửa. Rồi. Đợi và tạo khung cửa chúng ta vào cái mặt đứng này. Rồi chúng ta vào create này. Chúng ta chọn extrusion. Rồi chọn cái hình chữ nhật này. Rồi chúng ta kéo từ trên này xuống dưới. Và cái bước quá rất quan trọng trong cái thiết kế family này, chúng ta là cái khóa này. Vì nó chứa tham số nên các cái khóa này chúng ta cần phải khóa nó cho tất cả nó cái kích thước nó đi theo. Rồi cái thứ hai chúng ta sẽ chọn độ dài khung cửa này. Ví dụ mình chọn độ dài 50. Thì cái con số này sau này mình sẽ tự điều chỉnh được. Trừ 50 để nó đi vào bên trong. Rồi. Chúng ta tiến hành đêm cái này. Dùng lên trim này. Tiếp theo chúng ta dùng lên align này. Khóa các cái đường này lại. Rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ đem kích thước của khung gạng tham số cho nó để sau này mình dễ điều chỉnh. Và các bạn nhớ lưu ý khi mình trỏ đường đây, không phải trỏ đường này, mình trỏ cái đường khung cửa này để mình điều chỉnh thông số cho nó. Và mình gắn tham số cho nó, add parameter này. Đây mình ghi là dài khung. Dài khung ngoài vậy. Cho tỷ lệ đã nhỏ xuống cho nó dễ quan sát. Thì tất cả các cái khung còn lại mình cũng cho là tham gắn tham số khung một dài khung ngoài này. Rồi chúng ta kết vào OK. Vào Modify này. Chúng ta kết vào OK này. Đó. Thì chúng ta quay lại mặt bằng để hiện tại thì nó chưa chính xác. Đây. Chúng ta vào. Hiện tại á là nó nằm ở team thì chúng ta vào thay đổi này, thay đổi về mặt phẳng làm việc. Đây. Pick a plan thì chúng ta pick vào cái đường này này. Đó, thì nó sẽ đi tới đó. Chúng ta dùng lên align. Kéo này lại, rồi chúng ta khóa lại. Tương tự, khóa lại. Bây giờ chúng ta sẽ qua phối cảnh này, chúng ta kiểm tra này. Đó, hiện tại thì chúng ta đã được một cái khung ngoài như thế này. Và chúng ta sẽ tắt cái kích thước đó. Hiện tại chúng ta cho khung một dài khung 50. Ví dụ mình cho dài 100. Nó tự động dài ra. Quay về là 50. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo độ dài cho cánh cửa.
Thế cánh cửa thì chúng ta cũng có thể làm trên mặt bằng cũng được. Vào create này, chọn extrusion này, chọn rectangle. Lưu ý các bạn, cái cửa đây là cửa, giờ mình cho cái cửa mở ra ngoài. Đó. Thì cái khóa này rất quan trọng này, mình kích cả khóa này. Cái này mình không khóa bởi vì cái này cái đồ gia cửa này mình có thể thay đổi được. Thay không khóa thì mình sẽ gắn tham số cho nó bằng cách đếm kích thước này. Đây. Tham số này là mình gắn cho nó là dày cửa. Rồi. Mình kích vào OK. Và Modify Construction này. Kích vào OK. Thì mình kiểm tra này, dày cửa này. Hàng 76 này. Thì mình cho dày, cái khung cửa mình cho dày 40. Thì nó sẽ tự động nhỏ lại. Nhưng ở mặt đứng á, thì chúng ta chưa được bởi vì mình chưa định vị chiều cao cho nó. Thế mà có cái cách đơn giản nhất là mình kích vào mũi tên này, rê lên, chuột lên rồi mình kéo xuống lại, sau đó mình khóa lại. Cái công đoạn này rất quan trọng. Tương tự cái này, mình kéo lên, rồi mình khóa lại. Ở hiện tại mình có một cái cửa đơn giản nhất. À. À. Chúng ta tiếp tục tạo cho một cái ký hiệu cửa. Thì để tạo cái cửa chúng ta vào annotate, sau vào symbolic line này. Rồi chúng ta chọn rectangle. Rồi chúng ta kéo từ từ map này này. Đó. Ta kéo lên. Chúng ta khóa lại với đường bên này. Và khóa lại đường này để cho nó gắn trực tiếp vào đây. Rồi tiếp đến chúng ta là tạo tham số cho con này. Không thì mình có thể gắn đây trực tiếp là đây. Ví dụ mình. Thì sau này nó cố định như thế này, nó sẽ không thay đổi. Rồi mình sẽ gắn kích thước cái này. Cái này là bằng độ rộng của cánh cửa. Đây, cái tham số này là độ rộng này. Đó. Giờ chúng ta vẽ một cái đường tròn cho cái cánh cửa này. Cũng vào annotate, chúng ta chọn symbolic line này. Chúng ta vẽ một cái circle. Rồi chúng ta kéo qua đây. Thì nó sẽ tự động khóa lại. Mình cắt nó bằng dùng lệnh slip này. Split. Rồi, cắt nó. Xong mình rê cái điểm này lên điểm này thì nó sẽ mình khóa lại, thì tương tự bên này rồi nó sẽ tự động khóa như vậy. Thì cái cửa chúng ta cơ bản nó đã hoàn thành. Bây giờ khi mà mình xuất qua một dự án mới thì hiện tại nó còn thể cản nét này, thì để khỏi thể thì mình chọn tất cả cái khung này. Đây, mình chọn cả hai cái mình vừa làm. Đó. Mình vào edit này. Mình sẽ không cho thấy trên mặt bằng và khi cắt khỏi mặt bằng là sẽ không thấy được cái khung cửa này. Đó. Giờ cơ bản chúng ta đã hoàn thiện xong một cái cửa family cửa đơn giản nhất. Chúng ta thể loạt vào dự án để kiểm tra. Thì trước tiên chúng ta sẽ mở một cái dự án mới. Đây. Và chúng ta vẽ một cái tường sẵn có trước. Rồi. Chúng ta vào nhấn Ctrl Tab để chuyển đổi cả bằng vẽ. Ctrl Tab. Rồi chúng ta load into project. Ở cái project mình vừa tạo project 2 đó. Đó, load vào đây. Cái cửa mình sẽ tạo ra sẽ có hình dạng như thế này. À, mình sẽ điều chỉnh một vài thông số nó hiện tại nó đang in thì mình đổi đơn vị. Phím tắt của nó là bấm UN. Và mm. Mình xem kích thước của cánh cửa này. Đó, hiện tại chiều cao của cánh cửa là 2m1 thì mình cho 2m2. Cửa 900. Độ dày khung ngoài là 50, dày cửa 40. Ok. Đó. Thì mình sẽ qua phụ cảnh mình xem cái cửa mình vừa tạo này. Đây, cái cửa mình vừa tạo như vậy.
Thì cái phần cơ bản của cửa đơn giản, thì dù mình làm quen với family cửa thì bước đầu chỉ có như vậy, và sau các loạt bài sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu các cái cửa phức tạp hơn. Thì trước mắt để tôi làm cho các bạn làm quen các cái thành phần family và cái cách mà mình tạo các cái khung ngoài khung hoặc cánh cửa như vậy. Xin kính chào quý vị các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục chương 4 về family với cái family cửa sổ. Thì cũng như cửa đi, chúng ta sẽ vào phần new này. Chúng ta chọn family này. Sau đó chúng ta chọn window. Chúng ta phục ảnh ở window thì nó sẽ đục trong một cái ô như thế này và nó cắt sang. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái mặt đường exterior này. Đó. Giờ chúng ta sẽ đổi đơn vị, hiện tại nó là in. Nếu các máy các bạn mà sẵn đơn vị của mm rồi thì khỏi đổi, chúng ta kích vào UN. Chúng ta sẽ đổi đơn vị này. Bước đầu tiên chúng ta sẽ vẽ khuôn ngoài cho cạnh cửa sổ này. Chúng ta sẽ chọn cái extrusion này. Rồi chọn rectangle. Nhắc lại các bạn, cái bước quan trọng, rất quan trọng trong cái hệ tạo family này là các cái khóa này, rất quan trọng. Bước thứ hai chúng ta là vẽ đồ độ dài của khung này. Thí dụ mình đang cho là 50. Rồi chúng ta gắn gắn tham số cho nó bằng cách đính cái tước vào. Rồi chúng ta giảm tham số cho nó. Dài. Thì tất cả các cái tham số này mình đều gắn cho nó dài khung ngoài. Rồi mình kích vào OK. Vào cái modifier create attrition này. Chúng ta sẽ vào mặt bằng để kiểm tra nó. Hiện tại giờ cái khung cửa này nó chưa định vị được chính xác này. Chúng ta kéo cái này lên đây. Sau chúng ta khóa lại. Thì tương tự cái này vậy, khóa lại. Thì sau này cái tường này dù có 200, 300 thì các cái khung ngoài nó tự động đi theo. Thì đầu tiên chúng ta đã tạo xong một cái khung ngoài. Và cái bước thứ hai, chúng ta sẽ tạo các cái cánh cửa. Thì dù mình đang cho cái cửa này là cửa hai cánh. Chúng ta vẽ exterior này. Chúng ta vẽ một cái cánh cửa cho nó. Chúng ta cũng chọn extrusion này. Rồi, chúng ta vẽ ở tim này. Rồi, mình khóa lại. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ đổ dây âm. Tạo một cái đổ dây cho cái cánh cửa này. Dùng mình cho cái bảng rộng này ra là 100 trừ 100 cho nó đi vào. Thì cái này chúng ta không cần khóa bởi vì nó không có dính điều gì, nhưng mà chúng ta sẽ gắn tham số cho nó, sau này chúng ta sẽ điều chỉnh kích thước cho nó. Chúng ta kết vào đây hoặc vào đây này. Đó. Các bạn lưu ý khi đếm kích thước này, chúng ta đếm cái đường đỏ tới chúng ta kích tab để cho hiện màu xanh này. Thì những cái này đó hiện tại nó không bắt điểm này, không bắt đó, mình phải kiểu bấm phím tab để cho nó bắt đúng cái đường màu tím này. Thì cái này mình sẽ gắn cho tham số cho nó. Thì tất cả các tham số đều mình sẽ gắn như vậy một trong khuôn cửa. Rồi mình kết vào OK. Attrition. Chúng ta quay mặt bằng để mình định vị cửa này. Đó, hiện tại nó như thế này. Thì dù cái cửa này
anh cho ra, mở ra bên ngoài này, thì một bên mình sẽ khóa lại, còn đầu này á, đầu này là sẽ đầu tự do. Thì sau này mình muốn cái cửa mình sẽ dày bao nhiêu thì tùy vào mình. Thì mình sẽ để mà gắn được cái độ dài của cái khuôn cửa này, chúng ta vẽ một cái reference plan này. Đó, chúng ta vẽ một reference plan đó. Chúng ta sẽ đếm kích thước cho cái này. Từ đây đến đây. Và cái này được xác định là độ dày của cánh cửa. Rồi, mình gắn tham số cho nó. Thì khi mà chúng ta kéo cái này này, nó trùng với điểm này, mình khóa lại. Thì sau này khi mà mình đổi cái thông số tham số này, thì cái cửa này tự động đổi theo. Rồi bước tiếp theo chúng ta tạo cái hiện tại ấy, chúng ta tạo được một cánh cửa vô trong mình tạo cái lớp kính này, lớp kính ở nằm giữa cái cánh cửa này. Chúng ta có thể vẽ mặt bằng hoặc vẽ mặt đứng. Thì chúng ta có vẽ mặt bằng cho nó tiện. Rồi chúng ta sẽ vẽ một cái ref plan trước. Đây, ra ngay trung điểm của cánh cửa này. Thì để cho nó bắt trung điểm, sau này á, chúng ta ghi kích thước cho nó. Đây, thì để cái đường này luôn nằm giữa hai cánh cửa này, thì chúng ta vào cái bấm cái EQ này, Eco này. Đó. Rồi chúng ta tiến hành vào cái kính trong cái cánh cửa. Chúng ta vào attrition này, chúng ta chọn đây, rồi chúng ta vẽ và khóa lại hai bên. Thì sau này khi mà mình thay đổi cái độ rộng của cái cánh cửa này, thì cái kính này nó tự động kéo giãn vào. Rồi chúng ta tiếp theo chúng ta xác định độ dài của cái kính này, chúng ta bấm lần DI hoặc là ghi kích thước này. Đó. Đầu tiên chúng ta vào kích eco này. Đó, cho nó đều nằm ở chính giữa cái cửa. Thứ hai, chúng ta xác định độ dài cánh cửa này và độ dài của kính này, thì chúng ta sẽ gắn tham số cho nó. Đây. Sau này chúng ta có thể thay đổi kính dài 5 ly hay 8 ly. Rồi chúng ta kết vào OK. Rồi chúng ta sẽ ở mặt đứng á, thì cái kính này đang chưa đúng ở vị trí, chúng ta sẽ điều chỉnh lại, hiện tại nó nằm ở đây. Thì mình kéo cái đường mũi tên này lên chạm vị trí trên này, sau đó mình khóa lại. Thì tương tự cái dưới này mình cũng kéo lên và khóa lại. Tiếp theo để mà mình tạo một cái cánh cửa bên cạnh này, thì chúng ta cứ dùng lệnh mirror thôi, chọn mình chọn hết này, sau đó dùng lệnh mirror này. Đấy. Rồi, kết vào đây. Và khi mà chúng ta mirror này á, thì còn một bước nữa là chúng ta cần phải khóa lại, không thì sẽ một cánh cửa nhảy, còn một cánh cửa đứng im. Thì chúng ta kết vào cái này, một tên này. Đó, chúng ta khóa lại như vậy. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra nó. Rồi. Chúng ta vào tham số này để điều chỉnh này. Chứ mình chọn cái cửa này rộng 1/2. Đó, thì cánh cửa nó tự động đi ra như vậy. Và mình cần khóa một cái này. Đó, cái này cần khóa nữa. Đó, mình khóa lại. Thì tương tự cho cái dưới này mình cũng khóa lại như vậy. Thì sau này khi mình di chuyển thì dùng mình thay đổi chiều cao cho nó là nó sẽ tự động. Đây, chiều cao là thì chúng mình chọn chiều cao mình mất 4. Đó, thì nó tự động đi theo vậy. Dài cạnh mình chọn 10 ly. Dài cạnh mình chọn 40. Ok. Qua lại mặt bằng.
Ở đây có một cái số chưa chính xác vậy, mình chưa khóa ở đây này, rồi mình khóa lại. Thì chúng ta sẽ tải cái này tương tự cái kính này, thì nó hiện tại đang bị lệch bởi vì mình chưa cái khóa ở giữa này. Thì chúng ta vào extrusion này, chúng ta điều chỉnh dùng lệnh D này, dùng lệnh đây kích thước để gắn cái thực cái nó, rồi chúng ta khóa lại. Rồi bây giờ thì cái kính đã nằm giữa, chúng ta thử loạt vào dự án mình xem thử. Đây, cái cửa mình vừa tạo ra sẽ có hình dạng như vậy. Vào project 2 này. Đó, cửa đã ok. Thì phần family cửa cũng đơn giản như phần family cửa đi, cửa sổ cũng đơn giản giống family cửa đi vậy. Trong một một cái nữa trong cái cửa đó, chúng ta tạo vật liệu. Thì dù mình kích vào cái edit family này, thì trong cái vật liệu này thì cũng có thể áp dụng những giống như trong cửa đi. Chúng ta có thể vào đây này, material này, chúng ta không chọn trực tiếp trên này mà chúng ta sẽ gắn tham số cho nó. Dù đây là vật liệu này là kính, thì tương tự bên này mình cũng cho là kính. Đây, mình chọn kính này. Đó. Và bên này là thể dụ gỗ, mình add cái gỗ vào, tương tự bên này cũng vậy. Đó, chúng ta sẽ loạt vào dự án này. Rồi chúng ta bỏ màu lên mình xem này, hiện tại chưa có gì này. Thì chúng ta sẽ thay đổi cái vật liệu của cửa này bằng cách kết vào đây cái steel 2 này, là đỡ cái xác định ở mà cái sao hoàn thiện đến cái mép cái cửa này. Hiện tại mình thì mình cho 800. Đó. Rồi mình thay đổi vật liệu cho nó bằng cách click vào Edit Type này. Kính kính mình chọn Glass. Glass. Đây có Glass. Đây gỗ thì mình chọn Wood. Đang có các loại gỗ như thế này, nhưng mình cho trong đài một gỗ nào đó. Đó, thì giờ cái gỗ mình đó, cái kính thì sẽ nhìn trong suốt như vậy. Thì phần family cửa sổ nó kết thúc ở đây. Thì cái vật liệu thì cũng có thể áp dụng cho các family khác tương tự như cửa sổ vậy. Và cách áp vật liệu thì trong các cái loạt chương trước như học từ học sơ phát hoặc là các bài cơ bản trước mình đã từng học, thì mình áp dụng cho cái loạt của bài family này.